Thưa quý vị, một trong những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng trong thời gian qua là quy hoạch không gian đô thị, xây dựng hạ tầng, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố theo hướng hiện đại và thân thiện môi trường. Đây chính là cơ sở để Đà Nẵng phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Thời gian qua, Đà Nẵng đã nổi lên như là một điển hình về phát triển đô thị. Năm 1997, Đà Nẵng là thành phố với không gian nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Khu vực phát triển nhất của đô thị chỉ gói gọn trong phạm vi quận Hải Châu và một phần các quận Thanh Khê, Sơn Trà với diện tích chưa đầy 6.000 ha. Từ một đô thị nhỏ bé, đến nay diện tích đô thị thành phố Đà Nẵng đã lên hơn 20.000 ha, gấp gần 4 lần diện tích cũ. Điều đáng nói, trong chiến lược quy hoạch và xây dựng, Đà Nẵng luôn hướng đến diện mạo của một đô thị hiện đại và thân thiện môi trường, chú trọng yếu tố bản sắc kiến trúc đô thị, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển, sông, núi. Điều này đã tạo ra nét riêng biệt cho diện mạo đô thị Đà Nẵng. Kết quả và đạt được của công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố thời gian qua là rất đáng khích lệ. Thông qua cái công cụ quản lý đất đai thì đã tạo nên một cái cơ hội cho thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Tuy nhiên thì cùng với những cái thành quả đạt được thì ngành tài nguyên môi trường cũng nhận thấy là vẫn còn rất nhiều cái vướng mắc và tồn tại và cần tập trung để tháo gỡ trong thời gian đến. Một trong những cái vướng mắc lớn nhất chính là cái việc mà trước đây chúng ta đã có những cái chính sách rất năng động, rất sáng tạo, tạo nên một cái sự thu hút đầu tư mà mạnh mẽ. Tuy nhiên thì so với những quy định pháp luật hiện hành thì nó không phù hợp. Để đến hiện nay thì cũng rất nhiều dự án nó đang vướng mắc. Cùng với việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những bất cập, Đà Nẵng đã và đang đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng thành phố hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, triển khai thực hiện các dự án động lực, trọng điểm và các dự án dư luận xã hội quan tâm theo hướng phục vụ tốt cộng đồng. Thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 theo hướng đô thị sinh thái gắn với quy hoạch chất thải rắn đô thị, quy hoạch thoát nước, Đà Nẵng cũng đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Đây là nền tảng rất quan trọng để Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới. Một trong những cái nền tảng hết sức quan trọng chính là cái việc chúng ta đang điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 45, mở rộng cái ranh giới của khu vực đô thị cũng như là chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số cái dự án, cái khu đất theo cái hướng là tiếp cận những dự án hiệu quả hơn, thì đây cũng là một cái cơ hội và một cái nguồn lực rất là dồi dào. Như tôi nói thì cái dư địa của Đà Nẵng hiện nay còn rất nhiều, chỉ mong rằng là làm thế nào đó chúng ta có những cái cơ chế, có những chính sách, có những cách làm mới để thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực vào để đầu tư xây dựng, triển khai những dự án để phát triển thị xã hội trong thời gian đến. Hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã hoàn thiện nội dung và đang được Hội đồng Thẩm định Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm nay. Giải pháp thì cũng rất là nhiều, tuy nhiên là ở đây thì có thể chú trọng một số giải pháp như sau. Ví dụ như là triển khai có hiệu quả cái quy hoạch chung mà sắp tới chúng ta sẽ được phê duyệt á, tức là điều chỉnh quy hoạch chung sắp tới chúng ta được phê duyệt thì theo cái hướng là mở rộng các cái khu đô thị, tức là xây dựng các cái mô hình đô thị nén này, đô thị đại học hay là đô thị sườn đồi, tính tới cái chuyện là phát triển đô thị cảng biển, các cái trung tâm phân tán và hình thành các cái khu chức năng của thành phố. Những năm gần đây, chính quyền thành phố đã và đang tích cực tiếp cận với nhiều mô hình phát triển đô thị như thành phố thông minh, thành phố xanh, thành phố đáng sống, thành phố sinh thái, thành phố carbon thấp. Mỗi mô hình đều có những mặt tiên tiến và cần thiết cho thành phố với những mục tiêu tiếp cận cụ thể, nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung là phát triển bền vững. Tin rằng thời gian tới, Đà Nẵng sẽ có bước tiến xa hơn, vững chắc hơn.